Hello everyone, welcome to my channel. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người móc MSV này. Thì mình sẽ có một cái clip riêng để hướng dẫn móc áo và nón túi cho em nè. Tại vì nếu mà làm chung một cái video thì nó chắc nó dài lắm luôn á. Với lại chờ edit video cũng lâu nữa nên là mình sẽ chia làm hai ra nha. Thì video này mình sẽ hướng dẫn cái body này thôi. Len thì mình xài là len Mew Cotton 50g. Với loại len này thì mình sẽ xài kim móc là 2.5 hoặc là 3.0. Sau đó thì các bạn cần thêm kim khâu và kéo. Với len thì mình có để link mua ở dưới phần mô tả, các bạn có thể tham khảo và sử dụng nha. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ lấy len màu trắng ra để mình hướng dẫn móc. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật với 6 mũi đơn. Móc xong các bạn kéo dây của vòng tròn ma thuật lại, sau đó kết hàng bằng một mũi dời, rồi các bạn lên cho mình một bính. Móc hai mũi đơn vào hai chân đầu tiên. Tiếp tục móc một mũi tăng là hai mũi đơn chung chân. Xong thì các bạn móc thêm một lần như vậy nữa là móc thêm hai mũi đơn rồi một mũi tăng cho các chân kế tiếp. Móc xong các bạn kết vòng rồi lên một bính cho vòng 3. Và từ vòng 3 này đến vòng 6 các bạn sẽ giữ nguyên số mũi là 8 mũi đơn cho mỗi vòng. Các bạn cứ móc mỗi chân một mũi đơn cho đến khi hết vòng là được. Và sau khi mình móc xong một cái tay rồi thì bây giờ các bạn còn móc thêm một cái tay như vậy nữa, thì bây giờ mình sẽ nối hai cái lại với nhau nha. Các bạn lên một bính, sau đó lấy cái tay còn lại các bạn đâm vào chân mũi đầu tiên. Đâm vào ngay cái chân đầu tiên của cái giống như là bình thường chúng ta móc ấy, các bạn đâm vào đó sẽ đó móc cho mình một mũi dời. Xong rồi thì các bạn lên một bính. Xong rồi thì các bạn móc 8 mũi tăng. Sau khi móc xong 8 mũi tăng ấy thì chúng ta sẽ tới cái chỗ mà chúng ta lên một bính ấy, thì các bạn đâm vào cái phần của một bính đó, các bạn móc một mũi đơn. Các bạn nhìn kỹ thì bính nó sẽ chia làm hai bên ấy, thì các bạn đâm một phần, đâm từ dưới lên trên và các bạn móc cho mình một mũi đơn ngay đó. Phần này ấy, nếu các bạn cầm trên tay nó sẽ dễ móc ấy, tại vì kiểu mình phải quay cho các bạn xem và để dướng cái camera nên nhìn mình hơi khó móc, chứ thật sự là nó rất là dễ. Các bạn đi một xí, kỹ một xí là được rồi. Sau đó thì các bạn đâm qua cái tay còn lại, các bạn móc 8 mũi đơn. Và sau khi móc xong thì cũng tới ngay chỗ cái bính, các bạn cũng đâm vào ngay cái bính đó và móc cho mình một mũi đơn. Móc xong một mũi đơn, các bạn kết vòng và lên một bính. Móc một mũi đơn vào chân lên bính. Rồi móc một mũi tăng. Xong thì móc một mũi đơn. Và bây giờ các bạn cứ lặp lại theo công thức là một đơn, một tăng, một đơn. Các bạn cứ móc như thế cho đến khi hết vòng là được. Sau khi móc xong thì các bạn lên một bính. Móc liên tục 3 mũi đơn. Sau đó thì móc một mũi tăng.
Và bây giờ các bạn cứ lặp lại 3 mũi đơn, 1 mũi tăng cho đến khi hết vòng là được. Và từ vòng này trở về sau ấy thì nó cũng là móc các mũi đơn và mũi tăng thôi. Nên là mình sẽ ghi công thức cho các bạn móc nha. Và công thức mình để trên màn hình. Đây, và sau khi mình đã móc xong các hàng mũi đơn thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn mọi người móc mũi giảm nha. Đầu tiên móc 2 mũi đơn. Mũi giảm là 2 mũi đơn chung một chân và chúng ta sẽ lấy cái phần mà kiểu một cái phần của chân móc thôi, đừng lấy hai cái, tại lấy hai cái nó sẽ tạo lỗ ấy. Các bạn nhìn trên màn hình là thấy mình cách mình lấy len nè. Và sau khi móc xong một mũi giảm thì các bạn tiếp tục móc cho mình 2 mũi đơn. Xong rồi thì các bạn cứ lặp lại theo công thức thôi, là 2 mũi đơn, 1 mũi giảm, 2 mũi đơn. Các bạn cứ lặp lại như thế đến khi hết vòng và các vòng tiếp theo nó cũng kiểu lặp lại như thế ấy. Thì mình sẽ ghi công thức ở trên màn hình cho các bạn xem và móc theo nha. Và đây là đầu hỏa Miffy sau khi mình móc xong nè. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người móc cái phần thân nha. Thì các bạn cũng lấy len màu trắng ra và tạo vòng tròn ma thuật với 6 mũi đơn. 8 mũi đơn chứ lộn, 8 mũi đơn. Lên một bính cho vòng 2, đầu tiên các bạn móc 3 mũi đơn. Móc tiếp một mũi tăng. Các bạn móc thêm một lần, 3 mũi đơn, một mũi tăng nữa. Lên một bính cho vòng 3, móc liên tục 4 mũi đơn. Xong thì móc một mũi tăng. Và bây giờ các bạn móc thêm một lần, 4 mũi đơn, một mũi tăng cho vòng này. Lên một bính cho vòng 4 và vòng này các bạn sẽ giữ nguyên số mũi là 12 mũi đơn. Các bạn cứ móc mỗi chân một mũi đơn cho đến khi hết vòng là được. Sau khi móc xong một cái chân như thế này thì các bạn cần chuẩn bị thêm một cái chân như vậy cho mình. Thì cái chân này các bạn cắt len ngắn thôi nha, tại mình lỡ cắt dài cắt ngắn thôi là được rồi. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nối hai cái chân này lại với nhau. Đầu tiên các bạn lên cho mình 2 bính. Xong thì chúng ta sẽ làm như cái phần đầu ấy, các bạn đâm vào chân mũi đầu tiên của cái chân còn lại, các bạn móc cho mình một mũi dời. Bây giờ các bạn lên một bính, sau đó móc 12 mũi đơn. Và sau khi móc xong như vậy nè thì chúng ta sẽ tới cái chỗ hai cái bánh ấy. Thì bây giờ các bạn cũng đâm vào cái chỗ hai bánh đấy, các bạn móc 2 mũi đơn và chúng ta sẽ đâm từ dưới lên trên để móc nha. Nếu các bạn cảm giác khó quá thì được một chân thì các bạn cứ đâm đại vô đi, đâm đại cùng một chân cũng được. Nếu mà lỡ có lỗ hở thì chúng ta chỉ cần dùng kim khâu lại cái chỗ đó thôi là ok nha. Và sau khi móc xong 2 mũi đơn thì các bạn tiếp tục đâm vào cái chân còn lại ấy, các bạn móc cho mình 12 mũi đơn. Và sau khi móc xong thì chúng ta sẽ tới phần bên còn lại của hai cái bánh ấy, thì các bạn cũng sẽ đâm vào cái bánh đấy và các bạn móc 2 mũi đơn.
Sau khi móc xong hai mũi đơn ấy, thì các bạn sẽ móc một mũi dời để kết vòng. Vậy là chúng ta đã nối xong hai cái chân ấy, thì bây giờ các bạn lên một bính, sau đó móc liên tục 6 mũi đơn. Xong thì các bạn móc một mũi tăng. Và tiếp theo các bạn sẽ móc liên tục 12 mũi đơn. Tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi tăng. Và các bạn sẽ móc 8 mũi đơn vào 8 chân còn lại. Móc xong móc một mũi dời để kết vòng, sau đó các bạn lên một bính cho vòng mới. Móc 2 mũi đơn. Sau đó các bạn móc một mũi tăng. Và cuối là các bạn móc 2 mũi đơn. Thì bây giờ các bạn sẽ lặp lại theo công thức là 2 mũi đơn, 1 mũi tăng, 2 mũi đơn. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết vòng là được. Và đây là mình sau khi đã móc xong thì các bạn tiếp tục lên một bính. Và vòng này là chúng ta sẽ giữ nguyên số mũi. Các bạn cứ móc mỗi chân một mũi đơn cho đến khi hết vòng là được. Và cái vòng kế tiếp ấy chúng ta cũng sẽ giữ nguyên mũi đơn. Thì công thức là mình sẽ ghi trên màn hình. Nhưng mà các vòng kế tiếp nữa thì nó cũng chỉ lặp lại là các mũi đơn, rồi mũi tăng, rồi mũi đơn thôi. Nên là mình sẽ ghi công thức ở trên màn hình hết cho các bạn xem và móc theo để nhanh hơn nha. Chứ kiểu như câu hướng dẫn thì nó khá là lâu ấy. Nên là mình sẽ ghi công thức cho các bạn. Và đây, sau khi mình đã móc xong theo công thức thì mình được một cái thân như thế này. Và đối với cái tay nhỏ thì cũng là các vòng tròn mà thật ở xong móc thẳng lên, nên là mình cũng sẽ ghi công thức luôn. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh camera một sau một tí để mình hướng dẫn các bạn khâu nối cái phần đầu với phần thân lại, sau đó khâu cái tay nữa ấy. Đầu tiên là các bạn lấy kim ra, mình sẽ hướng dẫn khâu cái này cho các bạn. Nói là chỉ vậy thôi thì mình nghĩ là các bạn nên xem video. Tại vì mình không biết tả, kiểu mình không biết nói như thế nào về cái phần mà lấy len ấy. Nên là các bạn hãy xem video để có kiểu cái hiểu rõ nhất về cái cách mình khâu nha. Thì với cái khâu này các bạn vừa khâu vừa rút hoặc là chặt, chứ đừng có khâu lỏng lỏng nha. Khâu lỏng thì hầu là tí là chúng ta sẽ không có rút lại được ấy. Các bạn khâu các bạn rút chặt vô. Các bạn cứ nhìn video là các bạn sẽ hiểu rồi. Tóm lại nó rất là đơn giản luôn. Và một lưu ý nho nhỏ là chúng ta sẽ đâm lại cái chân chúng ta vừa lấy len, chứ không có bỏ cái chân nào nha. Kiểu đầu tiên là chúng ta sẽ đâm chân A với chân B đúng không? Thì sau đó chúng ta sẽ đâm chân B với chân C, chứ không có bỏ ngang luôn nha. Ý mình nói bỏ ngang đây là giống như kiểu các bạn vừa đâm chân A với chân B, sau đó các bạn sẽ đâm chân C với chân D và các bạn bỏ chân B còn lại ấy. Các bạn nhớ là đâm chân A, B, xong rồi B, C kiểu vậy á. Nếu còn không hiểu nữa thì xem video. Còn mà khó hiểu nữa thì cứ comment thì mình sẽ cố gắng giải thích hoặc là lên một clip riêng về chỉ cách khâu nối hú. Sau khi chúng ta khâu xong một đoạn và còn khoảng nhỏ như này nè, thì các bạn nhồi len vào, nhồi gòn vào, các bạn nhồi cho nó cứng lại ấy. Rồi sau đó các bạn sẽ khâu. Thì các bạn thấy đấy, cái phần lúc đầu tiên mình khâu ấy, cái mình không có siết chặt thì nó hơi gọi là lỏng cái sợi len đấy. Thì các bạn sẽ khâu đè lên luôn, giống như là mình khâu một lớp, sau đó mình khâu thêm một lớp y chang như vậy nữa, để chúng ta sẽ đè nó lên để nó chặt lại ấy. Tại vì bây giờ chúng ta siết không có lại được nữa. Và sau khi nhồi gòn và khâu hết vòng còn lại thì chúng ta sẽ được một cái body như thế này. Tiếp theo mình sẽ khâu tay. Và cái chỗ mà mình khâu tay là mình khâu ngay cái sợi chỉ mà nối giữa hai con hú ấy. Mình sẽ khâu ngay chỗ đó, là khâu ngay cái sợi chỉ chứ không phải là khâu vô cái thân nha. Về hai cái tay này thì mình nghĩ là các bạn cũng nên nhồi một ít gòn cho nó phồng lên cho nó đẹp.
Sau khi khâu xong thì chúng ta sẽ được một body như thế này. Các sợi len thừa thì các bạn sẽ dùng kim khâu và kéo nó vào trong con hú ấy. Mình móc vô, mình móc kim to nên là nhìn nó lỗ. Các bạn chỉ cần móc kim hợp với len là nó sẽ không có lỗ nha. Tiếp theo ấy là chúng ta sẽ khâu mắt. Cái phần này thì mình sẽ khâu trước, sau đó mình sẽ chỉ cái khoảng cách để các bạn khâu cho nó đẹp hơn ấy. Và chúng ta sẽ khâu mắt ngay vòng 12 nha. Và cái khoảng cách của mắt là 6 mũi đơn. Và miệng chúng ta sẽ khâu một dấu X ở hai mũi giữa của 6 mũi đó. Và bây giờ mình sẽ nói cách mình khâu nha. Đầu tiên mình sẽ đâm kim ở đây, sau đâm lên đó, đâm xuống mắt, sau đó đâm qua ngay cái chỗ cái chữ X nè, đâm qua chữ X, sau đó đâm một đường chéo, rồi đâm lại bên đây, đâm lên, sau đó đâm lại con mắt đầu tiên, sau đó đâm lại con mắt đầu tiên. Chúng ta khâu thêm một đường nữa, rồi sau đó chúng ta sẽ qua con mắt bên đây. Rồi các bạn khâu hai đường của cô mắt men đây, sau đó đâm kim ra lại chỗ cũ. Vừa nghe vừa xem video thì sẽ hiểu. Mình khâu nên mình hiểu, còn mấy bạn thì nếu không hiểu thì thông cảm cho mình nha. Tại mình cũng không biết nói như thế nào nữa ấy. Và sau khi khâu xong ấy thì các bạn sẽ cột hai sợi chỉ đó lại, cột tầm 2-3 nụt gì đó. Sau đó các bạn sẽ cắt ngắn và nhét cái phần thừa vô trong con mít phi. Và ta-da, mình đã xong con mít phi rồi nè. Thì tối lại mấy lúc sau thì mình sẽ hướng dẫn mọi người body động, hướng dẫn quần áo nè, nón nè, túi nè, siêu dễ thương luôn ấy. Thì mình sẽ hướng dẫn nhanh nhất có thể cho mọi người. Thì mình ra hai cái outfit là outfit dâu với diệt quốc, mình gọi là vậy chứ không biết phải vậy không nữa. Thì mọi người sẽ đón xem ở phần tiếp theo nha. Mình sẽ edit nhanh cho mọi người, tại vì nếu mà edit một clip nó dài, mình lưu nặng máy mình lưu không nổi. Và tới đây là cũng hết video hướng dẫn MV rồi đấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video của mình nha. Và hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp. This cảm is the end of the video. Bye. See you again in the next video for Miffy's clothing tutorial. Thank you and goodbye.